Sáng nay tại trường tiểu học Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam tổ chức trao tặng các đầu sách và trang thiết bị dạy học. Đây là hoạt động trong khu khổ chương trình Thư viện xanh đã và đang được đơn vị này thực hiện. Thực hiện chương trình thư viện xanh công ty cổ phần đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục Việt Nam trao tặng 10 tủ sách thư viện, 8 màn hình TV chuyên dụng, 65 in tương tác học liệu điện tử, hơn 550 bộ thiết bị giáo dục phục vụ công tác giảng dạy từ lớp 1 đến lớp 5 cho 10 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, gồm Tân Phước Tây, Long Thuận, Trạch Đào, Mỹ Quý Tây, Thuận Bình, Tân Thành, Tân Lập, Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Giang Giàu, thị trấn Vĩnh Hương, Hương Điền B. Ngoài ra, đơn vị này còn hỗ trợ 1.000 quyển tập và 50 bộ thiết bị giáo dục cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Tân Phước Tây, quyền Tân Trụ. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 520 triệu đồng. Sau khi trường tiếp nhận được những cái thiết bị này, nhà trường có kế hoạch để thực hiện bảo quản tốt những thiết bị này và có kế hoạch để đưa vào sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả những thiết bị này. Và nhà trường cũng mong rằng à, sau này công ty sẽ lan tỏa à, những cái chương trình này đến tất cả những các huyện mà có các em có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ các em học sinh nghèo để học tập tốt để sau này tương lai các em sẽ giúp ích cho đất nước. Con rất vui mừng khi được nhà tài trợ tặng sách vở, giúp cha mẹ con khỏi tốn tiền mua sách vở vào đầu năm học mới cho con. Con hứa sẽ học thật tốt để uh, giúp ích cho xã hội, không phụ lòng cha mẹ và thầy cô. Con đại diện các bạn trong trường cảm ơn nhà tài trợ. Được biết, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam đã thực hiện chương trình Thư viện Xanh tại 17 tỉnh thành trong cả nước, thông qua chương trình giúp các trường bổ sung nguồn tư liệu hỗ trợ giáo viên, tổ chức thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục theo chương trình Giáo dục Phổ thông năm 2018, đồng thời giúp học sinh chủ động theo phương pháp giáo dục mới. <laughs>